giữa đỉnh cao sự nghiệp, Phạm Hương sang Mỹ định cư và sinh con trai từ giữa năm 2018. Mãi đến khi con trai tròn một tuổi dịp Noel 2019, cô mới công khai thiên thần nhỏ với khán giả. Trong ảnh là bé Maximus lúc 4 tháng tuổi. Dễ thấy Maximus thừa hưởng ghen chiều cao từ người mẹ hoa hậu nổi tiếng. Phạm Hương nhiều lần bày tỏ niềm tự hào vì con trai phát triển tốt, năng động và có chiều cao vượt trội so với trẻ em cùng tuổi ở Mỹ mát sở hữu gương mặt điển trai, đôi mắt to tròn. Nhiều khán giả dự đoán cậu nhóc sẽ sớm trở thành soái ca. Cậu nhóc được mẹ cho diện suy màu hồng dễ thương trong tiệc sinh nhật cuối năm 2020. Phạm Hương không ngần ngại thử nghiệm nhiều phong cách thời trang khác nhau cho con trai cưng. Song cô chỉ lựa chọn các thương hiệu thời trang bình dân, có chất lượng phù hợp. Mark đã đi học mẫu giáo gần một năm. Phạm Hương cho biết hệ thống trường học ở Mỹ rất quan tâm vấn đề sức khỏe, phải đảm bảo nghiêm túc các quy định của chính phủ mới được cấp phép hoạt động mùa dịch. Mỗi lớp học chỉ có bốn cháu. Các cô giáo cũng thường xuyên test nốt. Chưa kể, khu vực nhà tôi vẫn an toàn nên tôi cũng an tâm cho con đi học, cô nói. Ở trường, Maximus được vận động thể chất ngoài trời, được tập nghe kể chuyện, làm quen với sách, tập vẽ. Phạm Hương dạy mắt cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt. Cô vui khi bé học tốt hai ngôn ngữ, thích nói chuyện cùng mẹ nếu rảnh rỗi, Phạm Hương ưu tiên đưa con ra ngoài vui chơi, hoạt động thể chất thay vì chăm chú vào iPad, điện thoại. Chưa kể, đây sẽ là những giây phút, khoảnh khắc quý báu trong tuổi thơ của mát. Hoa hậu Hoàng Vũ Việt Nam 2015 mong con trai không lớn, khỏe mạnh, luôn chỉnh chạc và biết tự lập trong cuộc sống. Mới đây, Phạm Hương vướng tin đồn bí mật cùng chồng con về Việt Nam. Tuy nhiên, phía người đẹp khẳng định cô vẫn sống ở Mỹ tập trung nuôi dạy mát mớt cũng như có thể phát triển sự nghiệp ở xứ cờ hoa. Trong tương lai, khi con trai cứng cáp và dịch ổn định hơn, cô mới có kế hoạch trở về nước. Anh Tuấn,